Trước căn bệnh đậu mùa khỉ đang gia tăng số ca mắc tại một số nước trên thế giới, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước về việc tăng cường giám sát phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, dự báo dịch bệnh đậu mùa khỉ sẽ tiếp tục gia tăng số trường hợp mắc trong thời gian tới. Để chủ động giám sát các ca bệnh đậu mùa khỉ và kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan chủ động giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ, đồng thời tăng cường giám sát phát hiện trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn, phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur để chẩn đoán xác định ca bệnh. Bệnh đậu mùa khỉ thường diễn biến nặng ở trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người bị suy giảm miễn dịch. Thời gian ủ bệnh từ 5 đến 21 ngày, thường từ 6 đến 13 ngày. Đáng lưu ý, bệnh đậu mùa khỉ khi có các biểu hiện triệu chứng tương tự như bệnh đậu mùa, tuy nhiên hay gặp tổn thương da toàn thân và có hạch to.